Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary, chiều 19 tháng 1 giờ địa phương tại thủ đô Budapest, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cùng dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hungary. Thông tin tới diễn đàn về quá trình giành độc lập dân tộc và xây dựng phát triển đất nước, nhất là đường lối phát triển đất nước, đường lối đối ngoại, chính sách quốc phòng, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đang làm mới các động lực cũ là xuất khẩu, tiêu dùng và đầu tư, và bổ sung các động lực mới là kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ. Thủ tướng kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hungary tìm hiểu cơ hội mở rộng hợp tác đầu tư với Việt Nam vì lợi ích của chính mỗi doanh nghiệp, vì phát triển của mỗi nước, vì quan hệ Việt Nam-Hungary và vì hòa bình, hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết, ông và các nhà lãnh đạo Hungary vừa có các cuộc hội kiến, hội đàm rất thành công với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực một bên có thế mạnh và bên kia có nhu cầu. Thủ tướng Hungary hy vọng sang năm 2025, khi ông tới thăm Việt Nam, sẽ được nghe các bộ, ngành, cơ quan báo cáo với các kết quả hợp tác cụ thể được bắt đầu từ chuyến thăm này của Thủ tướng Phạm Minh Chính nói chung và Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Hungary nói riêng. Cũng trong chiều ngày 19 tháng 1 giờ địa phương tại thủ đô Budapest, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm và có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Đại học Hành chính công quốc gia Hungary. Đại học Hành chính công quốc gia Hungary là tổ chức giáo dục và nghiên cứu hàng đầu của Hungary và từng là cái nôi đào tạo nhiều lãnh đạo, nhà quân sự kiệt xuất của Hungary. Phát biểu trước đông đảo các đại biểu chính giới, quân sự, ngoại giao, các học giả, nhà nghiên cứu và sinh viên, Thủ tướng Phạm Minh Chính tập trung đề cập, phân tích về những ấn tượng với đất nước, con người Hungary, tình hình thế giới hiện tại, con đường, mục tiêu và chính sách của Việt Nam, quan hệ đối tác toàn diện, tình hữu nghị Việt Nam-Hungary. Thủ tướng chia sẻ với bạn bè Hungary 5 bài học kinh nghiệm quý báu qua quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo Thủ tướng, một trong những nguyên nhân quan trọng giúp Việt Nam đạt được những thành tựu, kết quả nói trên là sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có Hungary. Theo Thủ tướng, tuy xa cách về địa lý, Hungary và Việt Nam luôn gần gũi về tình cảm, đoàn kết và gắn bó, giúp đỡ trong gần 3/4 thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai nước cũng có sự tương đồng về lịch sử, chia sẻ nhiều về giá trị chung. Nhân dịp này, Thủ tướng chia sẻ với các sinh viên Việt Nam và Hungary về đam mê học tập, nghiên cứu, khát vọng vươn lên, tinh thần sẻ chia, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, từ đó có những hướng đi phù hợp, góp phần xây dựng quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người, hài hòa lợi ích riêng trong lợi ích chung. Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành, hai nước tiếp tục tạo điều kiện, thúc đẩy thế hệ trẻ hai nước tiếp tục kết nối, nhân dân hai nước tiếp tục giao lưu, kế thừa thành quả, truyền thống của những thế hệ đi trước và làm sâu sắc hơn, phong phú hơn, tình hữu nghị hai nước, nhân dân hai nước ngày càng được củng cố, mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary luôn xanh tươi, bền vững, ngày càng đơm hoa kết trái, giúp mỗi nước phát triển hùng cường, thịnh vượng, nhân dân hai nước ngày càng ấm no, hạnh phúc. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ ngành hai nước đã chứng kiến các cơ quan, đơn vị của hai nước trao 9 thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Chiều tối ngày 19 tháng 1 giờ địa phương tại thủ đô Budapest, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hungary. Cộng đồng người Việt Nam tại Hungary có khoảng hơn 6.000 người, chủ yếu sinh sống, làm việc, học tập ở thủ đô Budapest và lân cận. Bà con sinh hoạt trong 20 đảng bộ hội đoàn. Cùng với các hoạt động hợp tác của các bộ ngành địa phương Việt Nam với Hungary, cộng đồng người Việt Nam tại Hungary có nhiều hoạt động kết nối hợp tác, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, kết nối cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Bà con đều thực hiện tốt pháp luật và hòa nhập tốt với cộng đồng sở tại, luôn đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau hướng về quê hương đất nước. Đại diện cộng đồng Việt Nam tại Hungary mong muốn Thủ tướng nói riêng và Đảng, Nhà nước ta nói chung tiếp tục hỗ trợ, kết nối các phong trào hoạt động ở trong nước với nước ngoài nói chung và tại Hungary nói riêng, hướng dẫn hỗ trợ cấp căn cước cho kiều bào, có chính sách khuyến khích tạo điều kiện, hỗ trợ để kiều bào tham gia vào một số công việc, dự án cụ thể, góp phần vào xây dựng phát triển đất nước. Thủ tướng Chính phủ biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng cộng đồng người Việt Nam tại Hungary đã đoàn kết, không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, có nhiều đóng góp cho nước sở tại, được đánh giá cao và đóng góp cho đất nước. Thủ tướng cho biết trong thời gian qua, nhất là năm 2023, Chính phủ, Quốc hội có nhiều hành động cụ thể thiết thực để hiện thực hóa nội dung nghị quyết số 36,
trong đó có tháo gỡ các vướng mắc, đáp ứng các yêu cầu của đồng bào về các chính sách liên quan đến căn cước, chính sách visa, sở hữu bất động sản. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ gửi tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và ở Hungary nói riêng đã có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng đất nước, trong đó có việc hỗ trợ kinh phí, vaccine, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19, góp phần phục hồi phát triển kinh tế xã hội đất nước.